Hệ thống y tế Thu Cúc TCI chung tay vì sức khỏe cộng đồng. Nằm trong chuỗi hoạt động thuộc chiến dịch vì sức khỏe cộng đồng và hưởng ứng theo chiến lược quốc gia phòng chống bệnh không lây nhiễm giai đoạn 2015-2025 của Thủ tướng Chính phủ, Hệ thống y tế Thu Cúc TCI đã tổ chức các buổi thăm khám tổng quát cho hàng ngàn người dân trên địa bàn Hà Nội cũng như các tỉnh thành lân cận. Gói khám bao gồm đầy đủ các danh mục cần thiết cùng quy trình khám khoa học như khám nội tổng quát, đo tim mạch huyết áp, khám mắt, khám chuyên khoa răng hàm mặt phụ khoa, xét nghiệm các chỉ số máu và tầm soát ung thư sớm, nội soi tai mũi họng, điện tim, siêu âm tuyến giáp, siêu âm ổ bụng, chụp X quang tim phổi, chụp X quang cột sống cổ thẳng nghiêng. Hôm nay cô được hội người cao tuổi mời cô đến Thu Cúc khám tổng quát. Cô đến nơi thì nhân viên tiếp đón cô rất chu đáo. Mà xong đợi chờ khám thì cô thấy là vào dòng phòng khám thì các máy móc thiết bị thì rất là tốt. Cô cảm thấy khám rất là bác sĩ nhiệt tình lắm, cô cảm thấy rất hài lòng ạ. Nếu mà cho điểm thì cô này cảm thấy các bệnh viện cô khám cũng nhiều mà cô cho điểm ở đây là quá tuyệt vời, được 10 điểm. Tự hào là địa chỉ chăm sóc sức khỏe được hàng triệu người dân tin chọn. Hệ thống y tế Thu Cúc TCI mang đến dịch vụ y tế chuyên nghiệp và đẳng cấp nhất với đội ngũ bác sĩ đầu ngành giàu kinh nghiệm, không gian sang trọng tiện nghi cùng cơ sở vật chất hiện đại, dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp ân cần như người thân, chi phí phù hợp với mọi người dân Việt Nam chỉ như khám dịch vụ tự nguyện tại bệnh viện công. Kết quả nhanh gọn, chính xác, trả kết quả online để không mất công chờ đợi. Bên cạnh đó, trong các buổi thăm khám này, TCI còn cung cấp các tiện ích khác như phục vụ suất ăn sáng và ăn trưa, có xe đưa đón tận nơi, bố trí khu vực thăm khám riêng, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân. Thì bệnh viện ở đây thì khang trang sạch sẽ rồi, nhân viên tận tình, khám nhanh chóng và cũng đạt kết quả cao. Tôi rất hài lòng với y bác sĩ ở bệnh viện Thu Cúc. Khi đến đây thì các nhân viên phục vụ là đón tiếp rất là nồng nhiệt, xin rất cảm ơn. Hệ thống y tế Thu Cúc TCI chăm sóc sức khỏe trọn đời cho bạn. Liên hệ ngay bây giờ để được đăng ký tư vấn miễn phí.